Phong thần diễn nghĩa hồi thứ 41 Văn trọng đi ngang huỳnh hòa trại Mà gia tứ tướng đang buồn giàu vì việc mất lọc báu Không còn bản tính đến chuyện trình chiến nữa Bỗng nghe quần báo có tướng chu đến khiêu chiến Bốn tướng nổi giận liền phát pháo khai rình Dẫn quân ra trước trại Đến nơi thấy có một tướng nhỏ cưỡi ngọc kỳ lân mà Lễ Thành hỏi cái thằng con nít tên họ là gì? Hoàng Thiên Hóa nói, ta là Hoàng Thiên Hóa, là con trai lớn của Võ Thành Vương, vừng lệnh Khương Thừa Tướng giả trận giết mấy người. Ma Lễ Thành nghe nói nổi sung, cầm giáo lướt tới đâm một nhát. Hoàng Thiên Hóa đưa xong chủy ra đỡ, hai tướng đánh vùi với nhau hơn hai mươi hiệp vẫn không phân thắng bạn. Ma Lễ Thanh liền quang chiếc bạch ngọc kim cương lên, hảo quàm chiếu sáng loàng đánh trúng lưng Hoàng Thiên Hóa, làm cho Hoàng Thiên Hóa té nhào xuống Ngọc kỷ Lân. Mà Lễ Thành sùng tới toàn chém đầu, nhờ có Na Cha đứng trước cửa thành, thấy Hoàng Thiên Hóa thất cơ, vội dục xe tới và đả thương và hét lớn. Có ta đến chợ chiến, người đừng giết đạo huynh ta. Ma Lễ Thanh mắc cự với Na Cha nên Bình Chu đoạt thây Hoàng Thiên Hóa đem vào thành. Còn Na Cha ra sức đánh với Ma Lễ Thanh một hồi, cây giáo đầm vun vút chẳng khác gì vũ bão. Ma Lễ Thanh quẳng chiếc bạch ngọc kim cương lên nữa, thấy Na Cha, Na Cha lấy càn khôn quyện quăng trả, hai bửu bối gặp nhau, càn khôn quyện đập bạch ngọc kim cương tan nát vì ngọc bở hơn vàng. Ma lễ thanh và ma lễ hồng hét lớn lên. Nà cha, người phá bửu bối của ta, ta quyết dứa hờn cho được. Bốn anh em đều áp tới, đánh nhổ với Na trà. Na cha thấy bốn tướng làm hung, phải nhịn thua mà chạy. Ma lễ hải lấy đàn tỷ bà kháy lên. Nhưng mà Na trà đã chạy tút vào thành. Anh em họ ma lui về dinh, buồn bã vì mất thêm một bửu bối nữa. Hoàng Phi Hổ thấy quân đem thầy Hoàng Thiên Hóa về thành thất kinh khóc lớn. Hồi không rẻ cha con mới gặp nhau chưa nhìn tận mặt đã cách biệt. Tử Nha xem thấy cũng động lòng nhưng không biết làm cách nào cứu chữa. Hoàng Phi Hổ đem thầy Hoàng Thiên Hóa về dinh mình. Bỗng nghe quân vào báo. Có một đạo đồng đến trước cửa thành xin giả mắt. Tử Nha truyền mời vào hỏi. Ngươi từ đâu đến đây? Đạo đồng cúi đầu làm lễ và nói: "Tôi là Bạch Vân đồng tử, là học trò của Thanh Hư đạo nhân ở động tử Dương núi Thanh Phong, nay thầy tôi sai xuống cõng sư huynh tôi là Hoàng Thiên Hóa về núi." Tử Nha mừng rỡ dẫn Bạch Vân đồng tử đến dinh, Hoàng phi hổ chỉ thay Hoàng Thiên Hóa cho Bạch Vân mang về. Bạch Vân cõng Hoàng Thiên Hóa đến trước cửa động Thanh hư, đạo nhân Thanh hư đạo nhân bước ra xem, thấy Hoàng Thiên Hóa mắt nhắm khít dịp. Da mặt vàng lườm, liền sai Bạch Vân múc nước hòa với tiên đơn rồi lấy gươm cạy răng già đổ thuốc. Rơi lâu Hoàng Thiên Hóa tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Thanh hư đạo nhân, liền ngồi dậy thưa: à vì sao đệ tử lại về đây Xin sư phụ dạy cho biết Thành hử của rằng Xúc sinh Ngươi mới rời khỏi non tiên đã ẩn mặn Đó là cái tội thứ nhất Thay đổi y phục không nhớ cội căn Đó là tội thứ hai Nếu mà ta không vị tỉnh tử nha Thì để cho người chết quách bị. Hoàng thiên hóa biết tội Liền vập đầu xuống đất lạy thầy xin tha lỗi Thành hử đạo nhân lấy một cái đãi gấm Đưa cho Hoàng thiên hóa và dặn Người đem báu vật này xuống Tây Kỳ trừ ma gia tứ tướng. Chẳng bao lâu ta cũng sẽ đến giúp nhà Chu. Hoàng thiên hóa lại thầy dã bạn rồi độ thổ trở lại Tây Kỳ. Vừa đến nơi, quân trên thành trông thấy vào báo với tử nha Hoàng thiên hóa đã trở về. Tử nha đòi vào, Hoàng Thiên Hóa đến trước trướng kể lại mọi việc. Hoàng Phi Hổ thấy con sống lại thì lòng mừng khấp khởi. Dạng ngày Hoàng Thiên Hóa cưỡi Ngọc Kỳ Lân, sách song trùy ra trận, gọi lớn. Má ra tứ tướng, hãy mau ra đây chịu chết. Quân vào báo mà lễ thành mắng thầm. Cái thằng khốn kiếp đó, hôm qua nó đã chết rồi, sao nó lại còn sống lại? Bốn tướng cùng kéo binh ra, thấy Hoàng Thiên Hóa mặt hàm hàm, tay cầm song trùy lướt tới. Mà lễ thành liền đâm một giáo, Hoàng Thiên Hóa đỡ ra đánh lại hai tướng giao đấu được năm hiệp hoàng thiên hóa giả cách bại trận bỏ chạy ma lễ thanh thừa thắng đuổi theo hoàng thiên hóa mở túi gấm ra lấy một cây đinh dài bảy tấc rưỡi hiện hảo quảng sáng trói người hoàng thiên hóa dùng cây đinh ấy phóng lên báu vật nhanh như chớp đâm thúng trái tim ma lễ thanh chảo nháy mắt ma lễ thanh rên lên một tiếng nhào xuống đất tắt thở máu phụt già đỏ ói ma lễ hồng thấy anh mình tử nạn liền cầm kích rượt theo hoàng thiên hóa hoàng thiên hóa thâu đinh thép lại rồi phóng tươi nữa ma lễ hồng tránh không kịp bị đinh đầm thúng đến sau lưng báu vật ấy cứ đầm ngay trúng tim nên ma lễ hồng chỉ kịp la lên một tiếng rồi chết ma lễ hải thấy anh mình bị chết trong nháy mắt liền nổi sung hẹt lên nhiều sấm xúc sinh người dùng cái vật gì mà sát hại hai anh ta như vậy nói rồi xong tới hoàng thiên hóa lại phóng đinh thép đâm thúng trái tim mà lễ hả chết mà lễ hải chết tươi chỉ còn mà lễ thọ đứng một mình chơi vơi giật căm gan liền mở túi ra bèo thò tay bắt hỏa hổ điêu ra để ăn thịt hoàng thiên hóa chẳng ngờ mới thò tay vào miệng túi bị giường tiễn cắn trong một cái đầu đớn đến thấu xương ma lễ thọ la lên báu vật sao hôm nay người lại phản ta như vậy nói rồi chút túi già bèo già dương tiễn giả hình con hoa hỏa hổ điêu nhảy ra và biến thành con vòi trắng nhưng không ăn thịt hoàng thiên hóa mà lại trởn vờn nháy tới muốn cắn mà lễ thọ mà lễ thọ thất kinh bỏ chạy bị hoàng thiên hóa phóng đinh thần xuyên thúng trái tim nhè té nhào sùng đất xuống đất Thế là mà giả tứ tướng đã cùng chất một lượt trong một trận. Dẫu tài tinh tế không toàn mạng, vì bảng phong thần có đứng tên. Hoàng Thiên Hóa đánh chết bốn anh em họ ma, xong toan dùng đình phép giết luôn còn quái thú. Không ngờ cái còn quái thú ấy lại hiện hình ra một đạo sĩ đứng trần ngẩn ở trước mặt. Hoàng Thiên Hóa thất kinh, kinh hãi là lớn rằng, ngươi là ai vậy? Dương Tiễn đáp, Ta là Dương Tiễn, vầng lệnh sư thúc, ẩn mình trong túi da beo, làm nội công. Này thấy đạo huynh đã giết bốn tướng rồi, nên hiện hình ra mặt. Giữa lúc đó, có na cha đạp xe chạy tới, nói với Dương Tiễn và Hoàng Thiên Hóa. Hai anh thành công trận này, à, huy em rất là sung sướng. Hoàng Thiên Hóa lấy bốn thủ cấp, rồi cả ba cùng kéo nhau về thành ra mắt tử nhà từ Nha thấy Hoàng Thiên Hóa một mình phóng đinh thép giết luôn bốn tướng thì khen ngợi chẳng cùng truyền bêu bốn thủ cấp ở trên mặt thành và tâu với võ vương hay chúa tôi mở tiệc đãi đằng bình tướng vui vẻ suốt ngày đêm không dứt bấy giờ bọn tàn binh của ma gia tứ tướng bỏ chạy về ải tụy thủy báo tin cho hàng vinh hay rồi kéo về ải dài mộng Hàng Vinh được tin mà giả tứ tướng tử trận thất kinh, vội làm sớ gửi về Triều Ca báo tin khẩn cấp. Lúc bấy giờ, Thái sư Văn Trọng vừa xem biểu trương của hai ải Du Hồn và Tam Sơn. Nơi Du Hồn, Đậu Dung đánh đuổi được Đông Bá Hầu bại tổng, Còn nơi Tam Sơn, Đặng Cửu Công nhờ có con gọi là Đặng Thiều Ngọc à, đuổi được Nam Bá Hầu lui binh. Tin mừng ấy chưa được bao lâu thì đã có sớ của hàng vinh gửi về. Văn Thái Sư xem sớ, thấy bốn anh em mà già tử trận nổi giận vỗ án hét lên rằng không rẻ tử nhà, hung hằng như vậy, dám giết cả mà già tứ tướng, trêu bêu đầu trước ải, thật là một hành động khiêu khích. Giật quá, Văn Thái Sư trợn còn mặt giữa, hảo quàng chiếu sói loa, hơn hai thước qua một hồi ngẫm nghĩ, văn thái sư tự nhủ. Này, Đông, Nam, Hải Cõi đã yên. Việc nước có thể giao cho triều thần còi giữ. Ngày mai tà vào tâu với vua, tự giá thần trinh thì mới được. Nghĩ rồi viết sớ, đợi dạ ngày vào dân. Không sau, văn thái sư vào chầu rất sớm, quỳ ở trước kim loan dừng biểu xuất sư. Trụ vương xem biểu phán, Thái sư vì chậm mà lo việc đánh Tây Kỳ, chậm cấp búa biệt vàng, cờ mau trắng, để thái sư thầy mặt chậm định liệu mọi việc. Văn thái sư tạ ơn, rồi chọn ngày tốt làm lễ xuất quân. Chủ vương dọn tiệc hội các quan đưa đón. Chủ vương rót một chén rượu đầy ban cho văn thái sư. Văn thái sư bừng chén rượu tâu, tôi đi chuyến này mong dẹp yên bờ cõi xây dựng non sông xin bệ hạ ở nhà nghe theo lời quan gián nghị đừng để vua tôi cách mặt trên dưới xa nhau lâu lắm là nửa năm mau lắm là ba tháng cũng trở về chầu bệ hạ Trụ vương nói, thái sư đã thân chinh dẹp loạn thế này, thì thế nào cũng thắng trận ban sư, lỏng chậm không còn gì lo lắng nữa. Chậm chỉ chờ thái sư trở về, vua tôi trung hưởng thái bình. Văn thái sư uống rượu rồi lên hắc kỳ lân, bỗng con thú nó nhảy trộm tới, la lên một tràng, làm cho văn thái sư té nhào xuống đất. Tả hữu vội vàng đỡ dậy, văn thái sư vội sửa y mão chỉnh tề. Khi ấy có quan đại phu là văn tiếp tâu rằng, thái sư vừa xuất quân mà té như vậy là điềm chẳng lành, xin bệ hạ xài tướng khác. Văn thái sư nói, quan đại phu nói sai rồi, làm tôi phỏ chúa thì không phải làm tướng ra trận thì không kể mạng, lẽ thường một tướng cầm quân không chết cũng bị thương. Đó là cái lẽ đương nhiên, có ai mà sợ, ta xem con thú này lâu nay không ra trận, ở lâu rồi không cũng yếu đi, nên là khó cưỡi một chút, xin quan đại phu đừng bàn nữa. Dứt lời văn trọng nhảy lên lưng hắc kỳ lần đi ngay, từ đấy vua tôi không thấy mặt, sắp sau hồn phách đã lên trời. Văn Thái Sư một điểm lỏng son bà nằm trinh phạt trên vỉ chúa dưới thương dân. Thà là những tưởng lòng trung phò nghiệp chúa nào hay máy tạo rất nhà thương. Văn Thái Sư kéo ba vạn binh ra khỏi Triều Ca, đến sông Hoàng Hà, rồi đến huyện Dẫn Trì. Quan tổng binh huyện ấy là Trương Khê, già thành nghênh tiếp. Trường Khuê làm lễ ra mắt xong, Văn Thái sư hỏi: "Đường qua Tây Kỳ ngõ nào gần hơn?" Trường Khuê thưa: "Giả dạ đi qua Ngũ Quan thì xa, nếu đi tắt qua ải Thanh Long thì gần hơn hai trăm dặm." Văn Thái sư bèn chuyển binh tướng đi qua ải Thanh Long, quân sĩ tuân lệnh kéo cờ gióng trống inh ỏi, người sau có thơ như thế này: "Mù mịt Bụi hồng lộng khói xanh, ào ào cờ đỏ chiếu rêu xanh. Vì tham đường tắt vài trăm dặm, lên suối trèo non chịu nhọc nhằn. Khi đại binh quả khỏi thanh long rồi, đường xá gập ghềnh rất hiểm trở. Cứ đi một bước lại phát trổn chân, đôi khi đi một bước lại trượt chân thành ba bốn bước, có lục đổn lại thành đống, có lục phải chạy cả đoạn văn thái sư thấy đường đi khổ cực bằng hai hối hận vô cùng văn thái sư nói với chúng tướng rằng nếu mà biết đi đường tắt nguy hiểm như thế này thì thả qua ngũ quản còn hơn một ngày kia đại binh của thái sư đến núi hoàng hoa đường xá đi càng chật hẹp khó đi hơn nữa non núi chập trùng dãy này tiếp giáp với dãy khác liền miền tưởng như không bao giờ dứt rất văn thái sư chuyển quân đóng trại nghỉ ngơi rồi cưỡi hắc kỳ lân bay lên không dò lần phía trước xem có gì nguy hiểm chăng văn trọng đi một hồi đến một khoảng đất bằng phẳng cây cối xinh tươi có suối có hoa có hang có động cảnh thiên nhiên trồng đẹp mắt lạ lùng văn trọng ngắm nghĩa một hồi rồi nghĩ thầm rằng hòn núi này xinh đẹp quá ạ Ước gì việc nước thanh bình Ta ở nơi đây hưởng thú thanh nhàn Quan trọng nhìn xa hơn nữa Cách chân núi một dặm đường Thấy che xanh rờn rợn Ngu đồng cao mịt Rồi tiếng thanh la nổi lên inh ỏi Có một đoàn người khá đông Kéo đến một vùng đất trống lập trận Tướng đi đầu là một người tóc đỏ hung hung Giả mặt sành lét Hình dạng như quỷ sứ Cưỡi ngựa ô cầm búa đồng mặc hồng bào màng kìm giáp Thấy là à, văn trọng vỗ kỳ lân lướt tới đến gần bọn lâu la đang tập trận chợt thấy một ông già có bà còn mắt mặc áo đỏ cầm roi vàng cưỡi kỳ lân đen liền chạy vào báo với chủ trại có một ông già đứng ở trên núi cao đang lén xem đại vương lập trận viên chủ trại nhìn lên trông thấy nối giận chuyên dẹp trận đồ cưỡi ngựa bồn bà lên núi Văn Thái Sư thấy tướng ấy mạnh bạo đám mặt anh hùng khen thầm. Phải chi tả thầu đặng tướng này đi đánh Tây Kỳ thì tốt lắm. Tướng ấy vừa đến nơi đã hét lớn lên hỏi, Người là ai mà dám đến đây thám thính núi ta? Văn Thái Sư nói chớ rằng, <laughs> Bàn đạo thấy núi này tốt lắm, muốn tìm một cái động an thân để tụng kinh huỳnh đỉnh, chẳng biết tướng quân có chịu hay không. Tướng ấy nổi giận mắng, yếu đạo, dám cả gan đến đây đùa cợt. Nói rồi chém xuống một búa, văn thái sư đưa dòi vàng giả đỡ, hai người đánh nhau ở trên núi cao, Văn Thái Sư là tay đã từng chinh chiến nhiều năm, gặp biết bao nhiêu anh hùng hảo kiệt nữa mặc dầu tướng ấy rất hùng hẳn. Văn Thái Sư không hề nao núng, chỉ muốn thâu làm bộ hạ để giúp đỡ mình mà đánh Tây Kỳ. Đánh được vài mươi hiệp, Văn Thái Sư trá bại chạy qua hướng đông, người ấy đuổi theo làm giữ. Văn Thái Sư nghe lạc ngựa sau lưng đã gần, liền trí ngọn dòi xuống đất. Hóa ra một cái thành vững, thành vàng Ấy là phép độ kim nhột viền chúa trại ấy ở trong thành đó. Văn Trọng trở lại chỗ cũ, xuống yên kỳ lân ngồi dựa cột tùng. Đoàn lâu la trở về báo với hai viên chủ trại khác rằng có một ông đạo sĩ mặc áo đại hồng bào, dụ đại thiền tuế vào trận gì bằng vàng không biết. Hai tướng hỏi lâu la, thế đạo sĩ ấy bây giờ ở đâu? Lâu la thưa, còn đang ngồi ở trên bàn thạch hóng mắt ở trên cội tùng hai tướng nghe nói nối giận cầm khí giới lên ngựa dẫn lâu là kéo đến trần núi văn thái sư xem thấy lập tức lên lưng hắc kỳ lân hai tướng vừa lên đến nơi thấy vị đạo sĩ có bà còn mắt thật kình hét lớn yếu đạo ở chốn nào dám đến đây làm dữ, dấu anh ta ở đâu hãy mau trả lại thi đạo toàn thân văn tài sư nói dối rằng hồi nãy người mặt xanh à, xúc phạm ta đánh một roi đã chết rồi này hai ngươi đến đây làm gì nữa ta không có ý gì hết chỉ muốn ở cái núi này tu luyện mà thôi hai ngươi có bằng lòng hay không thì nói hai tướng nổi giận kẻ thương người giản chém đùa Văn Thái Sư múa cặp roi vàng đỡ vẹt ra, đánh vài hiệp, bèn dục kỳ lân bại tẩu qua phía nam. Hải tướng đuổi theo. Văn Thái Sư chí một roi hóa thủy đội một tướng, rồi chí một roi nữa hóa bộc đội một người. Đoạn trở ra cội tùng ngồi hóng mát như cũ. Lâu la chạy về báo với viên chủ trại thứ nhì rằng, Nhị thiền tuế ơi, chúng ta mắc họa lớn rồi. Viên chủ trại này là Tân Hoàn, nghe báo tin liền hỏi, Chuyện gì mà mang họa? Lâu la thưa, già dạ, bà vị thiền tuế ở trại thứ nhất bị một lão giả đánh chết hết rồi. Tân hoàn la lên một tiếng và nói, yếu đạo ở đâu mà dám lộng hành? Liền sách một tay sách rùi, một tay sách lưỡi tầm xét, quạt hai cánh như chim bay âm âm như sấm. Đến chót núi, Tân hoàn thấy văn trọng đang ngồi, liền hét lớn, yếu đạo Người giết mất ba người anh em ta, ta quyết không để cho người toàn mạng. Văn Thái Sư mở con mắt giữa, thấy một tướng như thiền lồi, trên đội mũi đỏ độ, mão đầu tròn, mình mang áo chiến bào, môi đỏ như trái táo, miệng nhọn tựa cây đào, sặc lẽm bốn lanh bạc, sáng người cặp mắt xa, cánh bay như phụng múa, tầm xét búa dơ cao. Văn Thái Sư thấy khen thầm, ừ anh hùng hào kiệt thường là những kẻ dị hình dị tướng nếu mà thâu đặng người này làm bộ hạ của tay chân thì rất được việc đây tân hoàn đáp xuống đánh thái sư một rùi thái sư đưa, đòi, đưa dòi giả đỡ và hỗn trận một lúc thấy tân hoàn múa rùi vào tầm xét thật là lợi hại văn thái sư liền giả cách bại tổng qua phía đông tân hoàn hét lớn yếu đạo bí chạy đi đâu cho khỏi nói rồi vỗ cánh đuổi theo Văn Thái Sư nghĩ thầm Nếu dùng phép độ ngũ hành Thì bắt người này không được Bởi người này không ở dưới đất Bày lượn như chim Nghĩ rồi lấy roi trí cục đá Ở trên đỉnh núi cao Làm phép sai huỳnh cân lục sĩ Xô đá ấy đè lưng Tân hoàn Huỳnh cân lục sĩ tuần lệnh tức thì Tân hoàn không ngờ văn thái sư có phép tiên, sai khiến quỷ thần như vậy nên thở ơ, bị hòn đá đè chặt cứng. Văn thái sư quay Kỳ lân lại dờ dòi muốn đập đầu Tân hoàn sợ chết kêu lớn rằng Đệ tử không biết Nên phạm đến oai trời Xin thầy tử bi rộng lượng tội màng ơn như trời biển Văn thái sư để roi ở trên đầu tân hoàn và nói ngươi không rõ chứ ta là văn thái sư ở tại triều ca vâng lệnh đi dẹp tây kỳ vừa mới tới núi này thì gặp người mặt xanh vô lễ thực ra ta không muốn sinh sự này ngươi muốn sống hay muốn chết thì nói tân hoàn thương chúng tôi không ngờ thái lão gia đi qua đây nếu mà biết thì chúng tôi đã nghình tiếp văn thái sư nói nếu ngươi thuật tình theo ta đi đánh Tây Kỳ thì ta tha cho ngươi khỏi chết. Mà sau khi thắng trận về triều, ngươi còn được hưởng giàu sang phú quý nữa. Tân Hoàn thưa, dạ Thái Sư đã có lòng thương thì tôi xin theo hầu dưới trướng ạ. Văn Thái Sư cầm roi chỉ cho vài cái, huynh cân lực sĩ tuân lệnh mở đá cho Tân Hoàn ra. Bấy giờ Tân Hoàn gần gãy xương, ngồi dậy không nổi, phải gần một giờ mới đứng được. Văn Thái Sư đỡ dậy rồi ngồi ở trên bàn thạch, còn Tân Hoàn đứng hầu hạ ở một bên. Văn Thái Sư hỏi, tại núi Hoàng Hoa nhân mã được bao nhiêu? Tân Hoàn thưa, dạ núi này chu vi là 60 dặm, lâu la hơn một vạn và lương thảo cũng nhiều ạ. Văn Thái Sư nghe nói mừng rỡ vô cùng vì binh lương rất cần thiết cho việc chinh Tây. Tân Hoàn khóc sụt xịt thưa. <laughs> Như Thái Sư ra ơn cứu sống được ba người anh em của tôi lúc ấy thì chúng tôi cùng theo là bộ hạ để Thái Sư sai khiến. ạ <laughs> Văn Thái Sư nói, ngươi muốn tha chúng nó làm gì? Tân Hoàn thưa, dạ Tuy anh em chúng tôi khác họ mà tình thương đối với nhau thì như thể tay chân ạ. À. Văn Thái Sư nói, theo cái lời ngươi nói á, thì ngươi cũng là kẻ trọng nghĩa. Nói rồi liền vỗ tay một cái, nghe sấm dậy ầm ầm, dường như là đất lở, núi lở lớn. Ba viên tướng trước đây bị độc mề màng, nay nghe sấm giật mình tỉnh dậy, rồi còn mắt nhìn lờ lả. Người thứ nhất tên là Đặng Trung, không còn thấy vách tường vàng nữa ở lồn cổ ngồi dậy. Người thứ hai tên là Trường Tiết, không còn thấy biển cả nữa. Người thứ ba tên là Đào Vinh, không còn thấy đám rừng già. Cảnh cũ lại trở về trước mắt, cả ba mừng rỡ dục ngựa về trại. Khi đi qua đỉnh núi, thấy Văn Trọng ngồi ở trên bàn thạch, Tân Hoàn đứng hầu một bên, Đặng Trung nói nụ giận hét lên một tiếng bảo Trường Tiết và Đảo Vinh, nhí đê, hãy bắt yếu đạo cho ta. Cả ba người đồng dục ngựa lên núi một lượt. Hết hồi thứ 41.